Ôi ôi quá trời, sa ghi nó chín à. Chín là quý ơi. Năm nay anh Tú anh thác thu nha. Anh ăn cắp sa ghi đỡ. Quá trời sa ghi chín luôn rồi. Cá nó mới táp rồi. Chín nhóc á. Ôi nó chín nó rụng à. Ơi ơi rụng luôn. Anh Tú anh nói năm nay kiếm con hai con bộ chua nha. Gắn bắt con này cũng được. Anh Tú nói có cá chết rồi đó mà không biết xuống màu có không à. Rồi anh Tú bắt được con lươn. Chất lượng như mấy cá lóc ở đây thôi. Không dữ không? Về đồ quá. Vô nhà cái chú dậy. Trái hường hường nó giòn. Ừ. Có không? Lụm ăn cá sặc đó quý. Anh Tú anh nói đợt này không có cá lóc lụm cá sặc khô quéo ăn cơm đỡ. Năm nay nhậu hết được rồi. Rồi anh Tú bắt được cá lóc rồi. Ước mơ của ảnh sẽ thành sự thật. Rồi, dám vuột luôn rồi. Thẳng thẳng ơi, bạn cặn quý à. Bạn cặn quý à em ơi. Đó, bạn cặn này à. Không có không, có không. Cái lóc bự chị má luôn. Đâu.
Rồi anh Tú gã vốn à. Về quê là xịt phải cá lóc đồng gì này anh em. Mời mốt Tết vậy anh em gắng cố gắng về quê nha. Kiếm xịt như tôi nè. Quá rồi. Năm nay anh Tú về An Giang xịt quá cá rồi. Hả? Quý. Rồi, cá lóc bự luôn. Ừ. Anh Tú anh đang gã vốn nha. Vậy là có cá nấu canh chua anh em ơi.